là bán rất là nhiều sách. Con thích, thích câu chuyện nào thì con nói tao mua nha. Bây giờ mình đi kiếm cô bé Quạt Khăn Đỏ hay là Ăn Khế Trả Vàng. Mình đi kiếm chuyện gì? Con muốn coi chuyện gì mẹ dẫn đi mua? Câu chuyện chó sói. Rồi con có thích hai con dê không? Con nhìn thấy được cái gì rồi? Mình coi coi con bữa còn thích nghe kể câu chuyện gì nữa đó. Chuyện hai con, một con dê và một con dê, hai con cùng đi qua cầu. Không, con dê trắng nói, con dê đen nói cho đi trước, không con nào chịu nhường con. Thế là hai con lăn. Đúng rồi. Yeah. Rồi, mình đi kiếm sách mua lại. Mua lại những cái cuốn sách khác nha. Đây, con đi nè. Hơi nóng nha. Trời ơi, hơi nóng. Đi biết chị lại cũng tản rồi. Bí mật loài cá. Sắc quá. Con rất là heo mập á. Ý, Bắp ơi. Tô màu. Chơi cái này đi. Có 7 con không? 7 con đang tô màu đi. Con thích tô màu không? Bắp, thích tô màu không? Mày cho tô màu. Hả? Con thích không? Con thích hả? Có xe buýt nữa. Ai vậy? Siêu nhân đúng rồi, còn ở đây đâu thích giỏi. Trời ơi, nhiều con nào con cũng biết hết vậy. Ủa, con gì đấy nè? Gì nè? Mày mua cuốn. Bắp ơi, mày mua cái này về đọc cho con nghe nha. Buổi tối trước khi đi ngủ mày đọc cho nghe một chuyện. Ha? Được không? Đồng ý không? Ok. Ok. Đi mua đi. Thế giới quanh em. Mấy cái này con học hết rồi. À, bây giờ con muốn chuyện mà có hình con nghe chị hai chú dê qua cầu. Đây nè, nè Bắp nè. Hai chú dê qua cầu hả? Cược luôn nè, con kể cho con nghe hai chú dê qua cầu. Ngày xưa có hai con. Thế thì ta. Hai con gì? Hai con. 2 tuổi rưỡi. Ôi, kể chuyện lại luôn hả? Kể chuyện thuộc chuyện này rồi. Đây đây mẹ thấy cái này nè. Này nó xong rồi. Hổ mang nữa. Rồi thấy con gì nữa? Con sư tử. Sư tử nữa. Rồi thấy con gì nữa? Hai con ngựa hả? Hồi nãy hình như con có thấy siêu nhân không ta? Con thấy siêu nhân đúng không? Bữa nay Bắp đi chơi hả Bắp? Trời ơi, coi YouTube dữ lắm mà bữa nay mới thấy mẹ Hồng Phượng với lại Bắp đó nha. Dạ, con chào bác chưa? Con chào bác đi. Đó, ngày nào cũng coi. Bắp hết bệnh chưa? Con tới lại. Hết bệnh chưa? Dạ hả? Bắp hết bệnh chưa? Con có chừng anh bệnh. Con hết bệnh chưa? Con hết bệnh chưa? Con nói cho tôi hẳn nha, anh quay cái clip anh bệnh, anh bị sốt với chị. Dạ. Rồi. Chừng rồi. Đi con, đi chung qua hầm nữa không? Dạ. Dạ. Cô muốn gửi liền luôn. Để con gửi liền luôn.